không phải là bệnh nhưng lại là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với con người, có nguy cơ tử vong cao, tạo gánh nặng về chi phí điều trị, thời gian nằm viện và sự đề kháng kháng sinh. Nhiễm khuẩn huyết nếu như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì sẽ có những cái biến chứng nặng về tuần hoàn hô hấp, rối loạn đông máu và suy các chức năng về gan, thận và các tạng khác, có tỷ lệ tử vong rất cao. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy, trên toàn cầu, mỗi năm có đến 30 triệu người lớn, 3 triệu trẻ sơ sinh và 1,2 triệu trẻ em bị nhiễm khuẩn huyết, trong đó có 6 triệu người lớn và 500.000 trẻ sơ sinh tử vong. Nhiễm khuẩn huyết, phát hiện càng sớm thì cơ hội điều trị hiệu quả càng cao. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bác sĩ của bạn trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có sự đồng hành của hệ thống tiêm chủng VNVC. Thưa quý vị và các bạn, người bị bệnh nhiễm khuẩn huyết nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan trong cơ thể. Vậy nhiễm khuẩn huyết là gì? Mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. Nhiễm khuẩn huyết là tình trạng vi sinh vật gây nhiễm khuẩn không còn khu trú ở một cơ quan tổn thương ban đầu mà theo đường máu lan đi khắp cơ thể. Hệ miễn dịch của cơ thể bị quá tải trong quá trình chống nhiễm khuẩn, vừa vì động lực của vi sinh vật, độc tố từ các chất bài tiết của chúng, vừa vì các chất hóa học, trung gian do hệ thống miễn dịch giải phóng vào máu, kích hoạt phản ứng viêm toàn thân để chống lại nhiễm khuẩn, nhưng lại làm tổn thương mô và cơ quan trong cơ thể. Cơ chế đông máu trong giai đoạn máu bị nhiễm trùng làm giảm lưu lượng máu di chuyển đến chân tay và các cơ quan nội tạng, dẫn đến việc cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng và oxy. Trong trường hợp nghiêm trọng, một hoặc vài cơ quan nội tạng có thể bị suy chức năng. Thậm chí, nhiễm khuẩn huyết có thể gây ra chứng hạ huyết áp, dẫn đến hiện tượng sốc nhiễm khuẩn, tử vong nhanh. Thưa quý vị và các bạn, nhiễm khuẩn huyết hay còn gọi là nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng máu rất nguy hiểm vì nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Chỉ khi hiểu được nguyên nhân và nhận biết các rủi ro thì chúng ta mới có cách để bảo vệ chính mình trước căn bệnh này. Chương trình Bác sĩ của bạn với chủ đề Bệnh nhiễm khuẩn huyết, hiểu để phòng tránh sẽ đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết về nhiễm khuẩn huyết. Xin được trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Văn Mắc Toàn đến từ Trung tâm Tiêm chủng VNVC Đà Nẵng. Bác sĩ Nguyễn Văn Mắc Toàn đến từ Trung tâm Tiêm chủng VNVC Đà Nẵng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong khám và tư vấn các loại vaccine phù hợp với mọi lứa tuổi. Như thường lệ, các câu hỏi của khán giả có thể gửi đến cho chúng tôi qua số điện thoại 0234-3826-449 hoặc qua fanpage của chương trình VTV8 Tin Nóng Miền Trung. Chúng tôi sẽ gửi câu hỏi của quý vị khán giả đến với khách mời của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Văn Mắc Toàn. Thưa bác sĩ, nguyên nhân nào dẫn đến nhiễm khuẩn huyết ở những người mà có nguy cơ mắc bệnh ạ? Nhiễm khuẩn huyết là một tình trạng mà vi khuẩn đang lưu hành ở trong máu và đang tăng trưởng lên. Thì nguyên nhân có rất là đa dạng. Thường thì nhiễm khuẩn huyết có thể bắt đầu từ một cái nhiễm trùng đơn giản như nhiễm trùng ngoài da, hoặc là có thể là từ hệ đường hô hấp. Ngoài ra thì có thể thường những bộ phận khác như là nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa hoặc là nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Thì phần lớn những cái là bắt đầu từ đơn giản như một cái mụn nhọt ngoài da hoặc là một đinh râu thông thường cũng có thể gây nhiễm khuẩn huyết. Hoặc là sau một cái phẫu thuật hay là một cái tiểu phẫu đơn giản như mình nhổ răng nhưng mà quá trình nhổ răng không được vệ sinh lắm thì cũng có nguy cơ gây nhiễm khuẩn huyết. Vâng, đối với những cái đối tượng nào thì sẽ có nguy cơ cao bị rơi vào cái tình trạng này? Dạ vâng, tất cả mọi người đều có nguy cơ nhiễm khuẩn huyết. Tuy nhiên thì những người mà có hệ miễn dịch suy giảm thì sẽ có khả năng mắc nhiễm khuẩn huyết cao hơn. Thường những đối tượng thường gặp nhất là người già và những người cao tuổi. Thứ hai là trẻ sơ sinh và đặc biệt là trẻ sơ sinh và sinh non dưới 1 tuổi. Những người này thì hệ miễn dịch họ chưa được hoàn thiện đầy đủ hoặc là đã quá già nên thì hệ miễn dịch sẽ giảm xuống. Ngoài ra thì những người đang sử dụng những thuốc mà ức chế miễn dịch như là corticoid hoặc là những người đang điều trị ung thư có thể xạ trị hóa trị thì khi đó thì hệ miễn dịch của họ cũng bị ảnh hưởng và sẽ làm tăng cái nguy cơ bị nhiễm khuẩn huyết. Hoặc là như là phụ nữ khi mang thai thì hệ miễn dịch của họ cũng có khả năng suy giảm và nguy cơ cũng sẽ cao hơn so với người bình thường. Vâng, vậy thì đối với trẻ em và người lớn khi mà bị nhiễm khuẩn huyết thì có những cái biểu hiện giống nhau hay là khác nhau như thế nào? Triệu chứng nhiễm khuẩn huyết thì khá là tương đồng giữa trẻ em và người lớn. Thì phần lớn những triệu chứng mà mình bắt đầu xuất hiện đầu tiên thường là sốt. Sốt trong cái nhiễm khuẩn huyết thường là sốt cao khoảng tầm 39 đến 41 độ. Sốt này có thể là gián đoạn khi mà có thể theo từng đợt khi mà vi khuẩn xâm nhập vào trong máu hoặc cũng có thể là sốt liên tục.
và giai đoạn nặng hơn đó là thường sau đó là sẽ hạ thân nhiệt và cải đạo là một biểu hiện nặng, một quá trình sốc nhiễm khuẩn. Đối với những người bị nhiễm khuẩn huyết thì sẽ có những cái triệu chứng nhận biết như thế nào ạ? Ngoài cái triệu chứng sốt mà thường gặp nhất thì sẽ có những triệu chứng ở những cơ quan khác, hô hấp thường là sẽ gặp như là khó thở và thở nhanh, và hoặc là ở tuần hoàn thì sẽ có những triệu chứng khác như là tim sẽ đập nhanh hơn, huyết áp sẽ bắt đầu hạ xuống vì khi đó là đã tấn công vào cơ thể rồi. Ngoài ra thì có thể triệu chứng ở trên da, ví dụ như da sẽ trở nên đổi màu hoặc là tím tái nhiều hơn, bởi vì khi đó thì cơ quan hệ tuần hoàn của mình sẽ phải là đi nuôi cơ thể, hoặc sẽ thường là hệ tuần hoàn sẽ ưu tiên cấp máu cho những cơ quan khác, dẫn đến là việc máu tới da sẽ không đầy đủ và sẽ làm xuất hiện những vùng tím tái. Ngoài ra thì khi vi khuẩn xâm nhập vào trên da thì cũng có thể xuất hiện những cái ban màu khác biệt thôi. Cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, nhiễm khuẩn huyết là một nhiễm khuẩn cấp tính nhưng thường không được phát hiện sớm. Không chỉ ở Việt Nam mà tại các nước trên thế giới thì đã ghi nhận số ca nhiễm khuẩn huyết ngày càng tăng theo thời gian. Mỗi năm trên thế giới có hơn 1,5 triệu trường hợp nhiễm khuẩn huyết và đây là một trong 10 bệnh lý gây tử vong hàng đầu. Không chỉ gây nên những biến chứng nguy hiểm như suy đa tạng mà nhiễm khuẩn huyết còn được biết đến với những biến chứng nguy hiểm như sốc nhiễm trùng với tỷ lệ tử vong từ 20 đến 50%, hội chứng suy hô hấp cấp tỷ lệ tử vong 45%. Mặc dù có nhiều tiến bộ vượt bậc trong hiểu biết cơ chế sinh lý bệnh của nhiễm khuẩn huyết cũng như sự phát triển của các phương tiện và kỹ thuật hồi sức tích cực, nhưng tình trạng nhiễm khuẩn huyết cũng như tỷ lệ tử vong ngày càng tăng trong những thập kỷ qua. Vi khuẩn phế cầu, vi khuẩn não mô cầu, vi khuẩn HIT là những tác nhân gây ra nhiễm trùng máu ở trẻ nhỏ và người lớn. Chúng có khả năng lây lan, phát tán từ người này sang người khác, đặc biệt là khi tiếp xúc với trẻ em, người già, người có hệ miễn dịch suy yếu. Phương pháp bảo vệ khỏi các loại vi khuẩn này hiệu quả nhất đó là tiêm vaccine phòng bệnh. Cùng quay trở lại để trò chuyện với bác sĩ Mark Toàn. Thưa bác sĩ, đối với những biến chứng của nhiễm khuẩn huyết thì nguy hiểm như thế nào ạ? Trong những biến chứng của nhiễm khuẩn huyết thì thường thì có những biến chứng nguy hiểm ví như là sốc nhiễm khuẩn. Đấy là một cái tình trạng mà nặng nhất của cái nhiễm khuẩn huyết. Do trường hợp này khi mà xảy ra thì nếu phát hiện không sợ, không kịp thì thường cái tỷ lệ tử vong có thể từ 20 đến 50%. Mặc dù là mình điều trị kỹ thì vẫn có thể để lại một số di chứng nặng. Ngoài ra thì có một cái biến chứng khá nặng hơn nữa là hội chứng suy hô hấp cấp với cái tỷ lệ tử vong lên tới khoảng 45%. Triệu chứng này thì thường là điều trị rất kể cả ngay ở vùng cấp cứu thì khu vực cấp cứu cũng là một bệnh chứng cần phải điều trị kịp thời và vẫn có thể để hậu quả khả năng. Ngoài ra thì có thể có những cái bệnh chứng khác như là rối loạn đóng chảy máu hoặc là một cái rối loạn về suy gan thủy thận và những cái cơ quan bị tổn thương. Vâng, đối với tình trạng nhiễm khuẩn huyết thì có một cụm từ là sốc nhiễm khuẩn được biết đến như là một biến chứng rất là nguy hiểm. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về các cái triệu chứng khi mà bị sốc nhiễm khuẩn và các triệu chứng này thì có khác với các cái triệu chứng nhiễm khuẩn huyết hay không? Vâng, cái tình trạng sốc nhiễm khuẩn là tình trạng mà khi mà nhiễm khuẩn huyết đã tới cái giai đoạn khá là nặng rồi. Tình trạng này thì thường là sẽ xảy ra khi gồm có những triệu chứng nặng hơn như sốt sẽ cao hơn chẳng hạn, hoặc là thân nhiệt lúc này đã hạ rồi. Ngoài ra thì hệ tuần hoàn và hô hấp đã ảnh hưởng rồi, bệnh nhân thường sẽ có những tình trạng khó thở nặng hơn và cần phải cấp cứu kịp thời bằng cách thở oxy cũng như là theo dõi tim, cũng như có thể là về tuần hoàn thì có thể lọc máu hoặc là sử dụng kháng sinh ngay lập tức. Vậy làm thế nào mà chúng ta có thể phòng ngừa sốc nhiễm khuẩn? Vâng, để phòng ngừa sốc nhiễm khuẩn thì mình chỉ có thể là phát hiện sớm cái nhiễm khuẩn huyết. Ngay từ khi mình phát hiện sớm được cái nhiễm khuẩn huyết đó rồi thì bác sĩ sẽ có thể chỉ định kháng sinh kịp thời, có thể dùng kháng sinh đường máu hoặc là kháng sinh uống ngay kịp thời, và có thể tùy theo mức độ ảnh hưởng của nhiễm khuẩn huyết đó và mình có thể cấy máu hay làm tất cả mọi thứ. Tức là mình chỉ có thời gian khoảng tầm trong vòng 6 tiếng đầu để mình làm nhiễm khuẩn huyết tình trạng cấp tính, mà khi mà quá 24 giờ thì thường sẽ dẫn tới cái sốc nhiễm khuẩn đó nhiều hơn. Tức là từ nhiễm khuẩn huyết cho đến sốc nhiễm khuẩn là chỉ có trong vòng 24 giờ để phát hiện và kịp thời đưa đến cơ sở y tế. Nếu không thì sẽ để lại những cái di chứng rất nặng nề, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhiễm khuẩn huyết là một biến chứng do nhiễm trùng. Bất kỳ một nhiễm trùng nào cũng có thể biến thành giai đoạn nhiễm khuẩn huyết như viêm phổi, nhiễm trùng đường máu, nhiễm trùng đường tiểu, hoặc thậm chí là từ một vết xước. Điều trị nhiễm khuẩn huyết là phải theo một cái nguyên tắc tổng hợp và mạnh mẽ, trong đó là kháng sinh là phải dùng liều cao, kéo mạnh và kéo dài.
Mặc dù nhiễm khuẩn huyết có thể điều trị bằng kháng sinh nếu phát hiện kịp thời, tuy nhiên các triệu chứng của nhiễm khuẩn huyết rất dễ nhầm lẫn với các tình trạng khác và thường không được chẩn đoán sớm. Chủ động phòng tránh nhiễm khuẩn huyết bằng cách tiêm vaccine phòng bệnh sẽ giúp những đối tượng có hệ thống miễn dịch kém như trẻ em và người già tránh được nguy cơ mắc phải nhiễm khuẩn huyết. Chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện với bác sĩ của chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ Toàn, nhiễm khuẩn huyết đối với trẻ sơ sinh được biết là rất nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến những cái biến chứng như là viêm não hay là viêm màng não và thậm chí là tử vong. Vậy để bảo vệ trẻ thì bố mẹ nên làm gì ạ? Vâng, ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì nhiễm khuẩn huyết là một tình trạng rất là nặng với nguy cơ gây viêm não và viêm màng não cũng như tử vong rất là cao. Tuy nhiên thì những cái con vi khuẩn mà gây ra nhiễm khuẩn huyết nặng nhất thì mình là hiện tại rất may mắn là mình đã có vaccine để phòng ngừa rồi. Thường thì những như phế cầu hoặc viêm nào là não mũi do hiếp hoặc là có thể là bệnh hô hấp hoặc vãn đều có thể phòng ngừa được tốt bằng vaccine cả. Phòng ngừa ở trẻ em thì thường là bố mẹ nên đưa trẻ đi tiêm phòng càng sớm càng tốt ngay khi đợi độ tuổi và tiêm đúng lịch đủ liều là được. Vậy cụ thể riêng đối với nhiễm khuẩn huyết thì có cách nào để phòng tránh ạ? Tất cả các bác sĩ đều khuyên là tiêm ngừa là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Ngoài ra thì những con mà không phòng được như tụ cầu hoặc những nhiễm khuẩn khác thì mình thường là đối những nhiễm khuẩn ngoài da thì mình sẽ là vệ sinh sạch sẽ hơn ngay khi mà mình phát hiện vết thương, cẩn thận vệ sinh bằng nước sạch hoặc là dùng thuốc sát khuẩn. Ngoài ra thì khi mà sử dụng kháng sinh đối với những cái bệnh lý cần phải dùng kháng sinh thì mình sẽ dùng đúng liều, tức có nghĩa là khi mà mình bác sĩ chỉ định kháng sinh thường là để phòng ngừa những cái tình trạng kháng kháng sinh, đặc biệt như phế cầu á thì mình phải dùng đủ liều kháng sinh thì mới có khả năng phòng được và tránh những tình trạng nặng sau này. Vâng, liên quan đến vaccine thì hiện nay có những vaccine phòng nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em và người lớn như thế nào và lịch trình tiêm cụ thể ra sao ạ? Vâng, ở trẻ em và người lớn thì hiện nay ví như mình từ trẻ từ 2 tháng là có thể tiêm phòng được phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn huyết rồi, mình sẽ có thể tiêm được 5 trong 1 như ở trong tiêm chủng mở rộng hoặc là có thể tiêm 6 trong 1 để phòng 6 bệnh bệnh thâu ho gà uốn ván bài liệt viêm màng não mũi do hít và viêm gan B, hoặc là từ 2 tháng mình đã có thể tiêm phòng ngừa được bệnh nhiễm khuẩn huyết do phế cầu, từ 6 tháng thì mình đã có thể tiêm phòng ngừa được viêm màng não nhiễm khuẩn huyết do viêm màng não mô cầu, có thể là từ 9 tháng bị nhiễm khuẩn ACWY. Ngoài ra thì trẻ từ 2 tháng đến 15 tuổi vẫn có thể tiêm ngừa tiêm đuổi cái viêm phong não mũi do hít bằng vaccine quý mà hít của Cuba cũng được. Vâng, vậy lịch trình tiêm đối với người lớn thì như thế nào ạ? Ở người lớn thì nhiễm khuẩn huyết hay gặp mà mình có thể phòng ngừa được là hay gặp còn phế cầu và não mô cầu. Thì đối với người lớn thì từ 2 tuổi trở lên và người lớn thì mình chỉ cần tiêm 1 mũi duy nhất là được. Não mô cầu cũng tương tự, mình chỉ cần có thể tiêm tới 55 tuổi và tiêm càng sớm càng tốt. Mình chỉ cần 1 mũi duy nhất là xong. Vâng, cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, chúng tôi đã kết nối được với câu hỏi của khán giả qua điện thoại. Xin được mời khán giả đặt câu hỏi. Chào bác sĩ ạ, em đang có thai 8 tuần tuổi. Em nghe nói bệnh nhiễm khuẩn huyết có thể xảy ra đối với trẻ ở ngay trong bụng mẹ. Thưa bác sĩ, em phải làm cách nào để có thể phòng ngừa căn bệnh này cho em bé ngay từ trong bụng mẹ? Em cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho em. Cảm ơn khán giả đã gửi câu hỏi đến cho chương trình. Xin mời bác sĩ. Cảm ơn khán giả. Nhiễm khuẩn huyết là một bệnh khá nặng và có thể gây cho ảnh hưởng tới em bé ngay cả trong bụng mẹ. Để phòng ngừa được nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thai, mình có thể trước khi mang thai mình sẽ tiêm ngừa về phế cầu được. Có thể tiêm ngừa cúm và cũng như tiêm ngừa bệnh hô hấp uốn ván là những bệnh có thể gây ảnh hưởng tới thai nhi. Khi mà mẹ tiêm được mang thai thì trong quá trình mang thai mình sẽ truyền cái kháng thể từ mẹ sang cho thai nhi và từ đó sẽ bảo vệ cho em bé không bị mắc bệnh sau này. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho khán giả của chúng tôi. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi khác của khán giả có gửi đến chương trình liên quan đến việc là nếu như bị nhiễm trùng huyết thì việc điều trị có khó khăn hay không? Vâng, việc điều trị nhiễm khuẩn huyết nếu như mình phát hiện được sớm thì việc điều trị có thể là khá đơn giản. Khi mà bắt đầu xuất hiện một cái nhiễm khuẩn huyết thì mình có thể điều trị được bằng kháng sinh, có thể dạng uống cũng được. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân tới với mình thì thường họ đã là khá nặng rồi và quá trình điều trị rất là phức tạp, phần lớn là điều trị triệu chứng. Khi vi khuẩn xâm nhập vào hệ hô hấp gây khó thở này nọ thì mình bắt buộc phải điều trị bằng oxy, thở oxy, cũng như là khi vào hệ tuần hoàn thì mình cần lọc máu và có thể những cái đá đó là sẽ phải điều trị nặng bằng ECMO. Ngoài ra thì khi mà có những tổn thương khác như ở suy gan, suy thận thì mình sẽ điều trị phụ thuộc vào tình trạng chức năng gan còn ổn hay không, hay là chức năng thận như thế nào, và mình sẽ phải có điều trị khá là dài ngày, thường là trung bình là 1 tháng. Vâng, giống như bác sĩ đã có chia sẻ ở đầu chương trình là trong vòng 24 giờ rất là quan trọng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được can thiệp.
Xin được gửi đến bác sĩ Toàn một câu hỏi của khán giả có tên là Dương Thị Thu Hằng. Thưa bác sĩ, tôi thấy nhiễm trùng do vi khuẩn tụ cầu. Không biết có nguy hiểm hay không và phải làm gì để phòng tránh nhiễm vi khuẩn tụ cầu? Dạ vâng, nhiễm khuẩn do tụ cầu thì thường là xuất hiện ở trên da là chủ yếu. Nhiễm khuẩn tụ cầu thì thường mình cũng hay gặp những cái mụn nhỏ thông thường và cái này nhiều người sẽ mình thấy là bỏ qua. Tuy nhiên khi mà đã xâm nhập vào gây ra nhiễm khuẩn huyết thì đấy là một cái con hay gây gặp nhất và cũng rất là nặng. Vì vậy để mà đảm bảo thì mình có thể vệ sinh sạch sẽ. Với những vết thương ở ngoài da thì mình cũng tập trung cẩn thận và nếu có nguy cơ phải tiếp xúc với bụi bẩn thì mình sẽ có thể băng bó phù hợp theo vết thương đó, đảm bảo là không bị nhiễm trùng tại bồi nhiễm thêm. Có cái cách nào để phòng ngừa nhiễm khuẩn tụ cầu ạ? Mình tránh hạn chế gặp vết thương thôi, tức là những vết thương ở ngoài da hoặc vết thương đường hô hấp thì có thể gặp nhiều hơn. Và những con này thì họ cũng có thể gây nhiễm khuẩn huyết nên hạn chế vết thương. Ngoài ra thì để phòng bệnh đường hô hấp mình có thể tiêm phế cầu hoặc tiêm cụm để hạn chế những vết thương do những con khác gây ra làm bồi nhiễm thêm những khuẩn nhiễm khuẩn khác. Cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tế thì đã có những trường hợp bỏ qua các vết thương trên da như là vết đốt của côn trùng, vết cắt hoặc là bỏng da dẫn đến tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết. Tổng hợp sau đây của chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn sơ cứu vết thương đúng cách để tránh nhiễm khuẩn huyết. Sơ cứu vết thương đúng cách tránh nhiễm khuẩn huyết. Rửa tay sạch trước khi tiến hành sơ cứu vết thương. Rửa vết thương trong vòng 10 phút bằng nước sạch và xà phòng để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn. Chăm sóc vết thương bằng thuốc kháng sinh hoặc thuốc sát trùng. Dùng gạc hoặc băng che kín vết thương. Theo dõi vết thương cho đến khi chúng lành lại và gặp bác sĩ ngay khi có dấu hiệu nhiễm trùng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp cho quý vị khán giả có thể chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước sự nguy hiểm của nhiễm khuẩn huyết. Số tiếp theo của chương trình bác sĩ của bạn sẽ là chủ đề gì? Mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. Sởi, quai bị, rubella do siêu vi trùng gây ra và rất dễ lây lan qua dịch tiết của người bệnh. Người có sức đề kháng kém rất dễ mắc phải, trong đó có trẻ em. Bệnh có thể diễn tiến nặng và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu nhiễm rubella có thể gây sảy thai, thai chết lưu hoặc những di chứng rất nặng nề cho trẻ. Đón xem chương trình bác sĩ của bạn miễn dịch chủ động của vaccine sởi, quai bị, rubella 19:35 thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 trên VTV8. Thưa quý vị và các bạn, mỗi tuần một chủ đề, chương trình bác sĩ của bạn luôn hy vọng sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin thiết thực về sức khỏe. Xin được cảm ơn hệ thống tiêm chủng VNVC đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Mác Toàn đã tham gia chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Văn Mác Toàn tại địa chỉ fanpage VTV8 Tin Nóng Miền Trung về chủ đề phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn huyết.